Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bí mật người nổi tiếng. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi các bạn nhé. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của MC Trần Ngọc, MC mắt tay nhất lịch sử đường lên đỉnh Olympia, hé lộ lý do cưới vợ 4 năm mới đăng ký kết hôn. MC Trần Ngọc, tên khai sinh là Trần Hồng Ngọc, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1987 tại Hà Nội, là một biên tập viên người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài truyền hình Việt Nam. Trần Ngọc là một biên tập viên của Đài truyền hình Việt Nam, anh để lại những ấn tượng trong lòng khán giả khi tham gia dẫn chương trình Ô cửa bí mật trên VTV3. Không chỉ thành công với Ô cửa bí mật, Trần Ngọc còn được biết tới với việc làm MC cho nhiều chương trình âm nhạc lớn, như gần đây nhất là show diễn ca nhạc Di tại Việt Nam, lối dẫn chương trình tự nhiên hài hước, với nụ cười luôn trên đôi môi, Trần Ngọc khiến fan nữ ăn không ngon ngủ không yên. Trần Ngọc dường như trẻ trung hơn so với lứa tuổi của mình, bởi độ nhắn không kém gì những cô cậu 9X. Chàng MC sinh năm 87 đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong lòng khán giả ngay từ những buổi đầu tiên với lối dẫn chương trình dí dỏm hài hước, tạo không gian vui vẻ suốt cả chương trình. Trước răng khểnh tạo nên nụ cười vô cùng duyên dáng cùng khuôn mặt khá điển trai, Trần Ngọc đã sớm có hàng loạt fan nữ bày tỏ sự mến mộ với chàng MC Hà Thành này. Anh chia sẻ, là người yêu thích sự vui vẻ, luôn cười tươi trước mặt mọi người. Có lẽ vì vậy, nhiều khán giả dành cho anh sự quan tâm đặc biệt, có khán giả nữ còn tỏ tình, gửi quà về tận nhà cho anh. Trần Ngọc từng là sinh viên khoa vật lý, công nghệ hạt nhân trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Anh bắt đầu cộng tác với VTV3 từ khi là sinh viên năm thứ 2. Anh cũng chính thức trở thành người thứ 3 của Việt Nam quyết định đi làm từ khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường sau Trần Lập và Vũ Quang Huy. Trần Ngọc chia sẻ, khi còn đang học cấp 3, mình học không giỏi. Và mình nhớ, bố đã bảo mình rằng, có thể không học đại học, miễn là không làm điều gì sai trái, nhưng mình vẫn quyết tâm muốn học đại học, vậy nên đã chọn ngành, vật lý, công nghệ hạt nhân, cũng chính là môn học ngày xưa bản thân giỏi nhất. Anh chàng cũng chia sẻ cơ duyên làm MC, hết sức thú vị khi có người bạn mượn anh chàng xe đẹp để đến thử cuộc phỏng vấn của đài truyền hình và rủ anh cùng đi luôn. Kết quả cả hai cùng đỗ và gắn bó với nhau đến tận bây giờ. Chương trình mà Trần Ngọc dẫn chương trình lần đầu là Ô cửa bí mật, nhưng dường như anh chàng không có nhiều run sợ khi lần đầu đảm nhiệm vị trí quan trọng đó. Trần Ngọc chia sẻ bí quyết, các bạn trẻ nên tự tin, khi bạn thực sự thích một công việc nào đó, bạn sẽ chẳng run sợ gì trước nó cả, cứ làm thôi, để cho nó tự tin, nói trước đám đông. Điều quan trọng nhất là bạn nên tập trung vào câu chuyện và chính bản thân và tất cả mọi người đang lắng nghe bạn nói. Trước khi bắt đầu công việc này, mình từng học thêm 6 tháng, học cách nói như thế nào. Đầu tiên bạn phải luôn luôn chú ý và để tâm đến chính bạn và câu chuyện của mình. Bước 2, bạn xác định được những định nghĩa rõ ràng. Bước 3, câu chuyện phải thật logic. Bước thứ 4, bắt đầu nói chuyện thôi. Chương trình từng làm MC mà anh chàng yêu thích nhất là Đường lên đỉnh Olympia. Anh chàng chia sẻ những khó khăn trong nghề, công việc của mình đòi hỏi rất nhiều sự chi tiết và nhiều thứ cần phải làm. Mình nghĩ mình dành 10 đến 14 tiếng một ngày cho công việc, có kỷ niệm không vui. Là khoảng 10 năm trước một lần mình đang làm việc trên TV, mọi thứ đột nhiên tối sầm và sau đó tỉnh dậy thì mình đã ngủ liền 3 ngày trong bệnh viện. Bác sĩ nói rằng mình đã làm việc quá nhiều trong thời gian dài và mình cần phải dừng lại ngay lập tức. Nhiều bạn bè của mình cũng đã làm việc suốt nhiều đêm ở VTV. Từ năm 2016, Trần Ngọc chuyển sang công tác tại Trung tâm Sản xuất các chương trình giáo dục Đài truyền hình Việt Nam. Ở ngoài đời, Trần Ngọc thư sinh và trẻ trung hơn so với trên truyền hình. Anh luôn cười tươi khi gặp mọi người. Anh cũng bắt đầu làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam từ năm đầu tiên của đại học và công việc khởi sự là một cộng tác viên, làm những công việc nhỏ nhặt trong trường quay như bê đạo cụ, hướng dẫn khán giả. Hơn 10 năm trong nghề, MC Trần Ngọc nhiều lần có ý định từ bỏ công việc vì áp lực. Trần Ngọc chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ trong 14 năm làm nghề về những áp lực khó khăn mà người làm truyền hình gặp phải. Truyền hình là một công việc đòi hỏi sự đầu tư lớn về mặt thời gian, sau đó là rèn luyện, chứ không thể ra tiền ngay được. Tôi nghĩ làm truyền hình không dễ giàu, công việc của tôi mang lại thu nhập tốt, còn giàu hay nghèo phụ thuộc vào góc nhìn của mỗi người, anh nói. Từ những chương trình đầu tiên phải vật lộn với câu chữ, cách dẫn tâm lý và sức khỏe hạn chế đến nay, Trần Ngọc được giao nhiều vai trò trong các chương trình của VTV. Đặc biệt, vài năm gần đây, Trần Ngọc dẫn đầu cầu truyền hình trong chung kết Đường lên đỉnh Olympia. Điều thú vị chính là mỗi khi anh dẫn đầu cầu nào, nơi đó lại có nhà vô địch. 3 năm liên tiếp, điều kỳ lạ đã diễn ra, khiến người xem không khỏi bất ngờ và thú vị. Sự trùng hợp ngẫu nhiên được các khán giả gắn bó với Đường lên đỉnh Olympia phát hiện ra, từ đó Trần Ngọc được xem là MC mang lại nhiều may mắn cho các thí sinh mà anh về quê nhà giới thiệu. Bên cạnh Trần Ngọc, các MC tham gia chương trình là Mai Trang, MC Đức Bảo, MC Quỳnh Trang. Trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2016, biên tập viên Tùng Chi, Ngọc Huy sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại trường quay của Đài truyền hình Việt Nam.
Trần Ngọc chia sẻ, MC Dĩ Nhiên không đơn giản chỉ là người lên sóng, dẫn dắt chương trình, anh nói. Với MC chuyên nghiệp, việc làm đầu tiên là nghiên cứu tính chất phỏng mắc của chương trình, đối tượng khán giả là ai. Sau đó MC cần thống nhất với đạo diễn và biên kịch về mọi mặt nội dung, tập luyện nhiều trước khi bấm máy. Với những chương trình trực tiếp, MC phải luyện tập kỹ hơn nhiều lần để tránh rủi ro khi lên sóng. Với tôi, ấn tượng nhất chắc chắn là Trung Quốc Đường Lên Đỉnh Olympia, vì đây là chương trình cầu truyền hình trực tiếp vừa khó, vừa nhiều tình huống, tập luyện cũng vất vả. Nhưng bù lại, MC như tôi được sống trong không khí rất tuyệt vời, được khóc, được cười, vui sướng cùng khán giả và thí sinh. Thường xuyên dẫn các chương trình trẻ trung sôi động, nhưng thời gian gần đây, Trần Ngọc buộc phải thay đổi và thách thức bản thân trong những chương trình dành cho người lớn tuổi. Ví dụ chương trình Vui Khỏe Có Ích, Trần Ngọc thay MC Thảo Vân và hiện tại anh đã làm tốt vai trò của mình. Vượt qua cái bóng Thảo Vân, MC Trần Ngọc tạo được ấn tượng tốt đẹp với các bà mẹ. Dẫn chương trình chuyên nghiệp, dám thay đổi và đối mặt với những chương trình khó hơn đã giúp MC Trần Ngọc trưởng thành hơn. Từ một người không chuyên, anh đã vượt qua những trở ngại để hoàn thiện bản thân. Một số chương trình anh đã dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia, dắt chương trình trực tiếp chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia vào các năm thứ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Một sự trùng hợp khá bất ngờ là trong 3 năm liên tiếp ở trận chung kết, MC Trần Ngọc dẫn trực tiếp ở đầu cầu nào thì ở đó có thí sinh giành được vòng nguyệt quế. Sáng Tạo Việt, ngoài MC Danh Tùng, MC Trần Ngọc còn là nhân tố mới của chương trình từ số phát sóng ngày 16 tháng 2 năm 2014, nhưng đến số phát sóng ngày 25 tháng 2 năm 2018, anh đã quyết định trở lại với vị trí người dẫn chương trình từ năm thứ 6, anh chỉ dẫn dắt chương trình ở thời điểm đó. Trường Tin, Trần Ngọc dẫn dắt chương trình Trường Tin mùa thứ 3 và mùa thứ 4, Dung Chuông Vàng trong khoảng thời gian từ 30 tháng 5 đến mùng 7 tháng 6 năm 2010. 19 tháng 6 đến mùng 7 tháng 8 2011, Trần Ngọc đã đồng hành dẫn chương trình game show Dung Chuông Vàng cùng với MC Diệp Chi từ giữa năm thứ 4 đến năm thứ 5. Sau ngày hôm đó, anh ngừng dẫn chương trình vì lý do bận việc riêng, người kế nhiệm MC Trần Ngọc là MC Khắc Cường. Ô cửa bí mật, trong khoảng thời gian phát sóng, Trần Ngọc luôn là người dẫn dắt chương trình. Ngoài ra, MC Trung Kiên còn là nhân tố mới, vì do có việc đột xuất, Trần Ngọc chỉ vắng mặt trong một số phát sóng nhất định của chương trình. Trung Kiên chỉ là người thay thế vị trí của anh ở thời điểm đó. Tất cả khoảng thời gian còn lại sẽ do anh tiếp tục dẫn dắt chương trình. Hòa Ca, Trần Ngọc tham gia chương trình âm nhạc giải trí Hòa Ca với vai trò là MC. Hãy Chọn Giá Đúng, Trần Ngọc là người dẫn dắt chương trình Hãy Chọn Giá Đúng thay thế vị trí của MC Lưu Minh Vũ từ tháng 6 năm 2012 đến hết tháng 4 năm 2018. Sau ngày hôm đó, anh đã ngừng dẫn dắt chương trình vì do bận công việc riêng. Người kế nhiệm anh là MC Hồng Phúc và MC Lưu Minh Vũ. Nói về những kỷ niệm đáng nhớ, Trần Ngọc kể, tôi từng ngất xỉu đi cấp cứu ngay trong trường quay vì làm việc quá sức trong thời gian dài. Có một lần thức đêm, làm bản tin cà phê sáng với VTV3 nhiều quá. Tới khi số lên sóng, chào khán giả thì cắn vào lưỡi đau phát khóc. Có lúc đang dẫn, trên sân khấu nghe tin đồng nghiệp qua đời, nhiều lắm, 14 năm cái gì tôi cũng trải qua. Nhưng với anh, MC không đơn giản chỉ là người dẫn mà là bạn của khán giả. Chính vì thế, anh chọn cách chia sẻ cảm xúc của bản thân với người xem. Sau cùng, MC phải giữ được trạng thái tốt nhất dù có điều gì xảy ra. Nhận được câu hỏi làm MC vất vả và đánh đổi khá nhiều của phóng viên, Trần Ngọc thẳng thắn đáp. Đúng rồi, có ai làm truyền hình mà nhàn đâu. Trần Ngọc cũng thế, anh từng nhiều lần đứng giữa ranh giới đi và ở. Năm 21 tuổi, 8X được gia đình định hướng đi du học ở Nhật Bản. Anh quyết định từ bỏ để ở lại nhà đài. Nhiều cơ quan truyền thông gửi lời mời làm việc, Trần Ngọc cũng không đi. VTV cho tôi mọi thứ. Ở hiện tại, công việc, cơ hội, mối quan hệ, sự yêu mến của khán giả. Những người làm MC như chúng tôi luôn cần có một nền tảng, một nơi để khán giả nhìn thấy và công nhận. Và VTV cho tôi điều đó. Nếu không có VTV, tôi sẽ không nhận ra được năng lực của mình thuộc về công việc nào, bởi tôi vốn học kỹ sư. Khi được hỏi MC có dễ giàu, như nhiều người nghĩ, Trần Ngọc bày tỏ, tôi nghĩ là không. Sẽ nói, công việc này cho chúng tôi thu nhập tốt, nhưng với nhiều người, chừng đó chưa phải là giàu. Với cá nhân tôi muốn thưởng thức cảm xúc trên sân khấu trước. Nếu tôi làm tốt công việc đó, những thứ khác sẽ tự nhiên đến. MC là công việc đòi hỏi đầy đủ kỹ năng, năng khiếu kiến thức xã hội, kinh nghiệm sống và kinh nghiệm làm việc, nên nếu quá trẻ chắc chắn không thể thỏa mãn hết. Tôi không phải lo cạnh tranh với các bạn trẻ, vì khán giả có rất nhiều khẩu vị và sở thích. Giờ nhiều lúc tôi làm casting tuyển MC cho chương trình, tôi cũng mong các bạn trẻ thật xuất sắc xuất hiện, nhưng quả thực rất hiếm. MC Trần Ngọc không phải là người được đào tạo bài bản, nhưng nhờ sự chăm chỉ và cầu thị nên hiện tại anh trở thành MC được nhiều người yêu mến. Không chỉ được đào tạo, ấn tượng dễ chịu trong nghề, Trần Ngọc còn khiến fan yêu mến bởi cuộc hôn nhân bình dị và dễ chịu. Năm 2016, anh kết hôn với vợ là nhiếp ảnh gia Trịnh Phương, sinh năm 1991, sau nhiều năm tìm hiểu. Bà xã Trần Ngọc là nhiếp ảnh gia. Trước khi tổ chức hôn lễ, cả hai từng có khoảng thời gian yêu và chia tay, rồi sau đó mới quyết định quay lại.
Nam MC tuổi Mão từng chia sẻ vợ chồng anh khác nhau nhiều, có thể nói là bù trừ cho nhau rất nhiều về tính cách. MC Trần Ngọc nói, cái tôi thích ở vợ là sự cá tính của cô ấy, những quan điểm sống rành mạch rõ ràng của cô ấy. Trịnh Phương cũng đáp lại rằng, chồng khi anh ấy tập trung với những gì muốn làm, với cô, Trần Ngọc là người có đam mê. Điều khiến nhiều fan cảm thấy bất ngờ đó là việc dù đã kết hôn, nhưng cả hai vẫn chưa đăng ký kết hôn. Năm 2019, khi bị khui ra chuyện này, MC Trần Ngọc chỉ cười, đáp ngắn gọn, có gì đặc biệt đâu, nhiều ngôi sao trong showbiz Việt và thế giới cũng có chung quan điểm, giống vợ chồng MC Trần Ngọc. Tuy cởi mở trong chuyện này, nhưng đến khi có con, họ vẫn phải làm đúng thủ tục. Vợ của MC Trần Ngọc nói với fan, vợ chồng chị cũng nói với nhau rồi, trước khi có em bé và làm giấy khai sinh thì sẽ đi đăng ký. Mới đây, bà xã của MC Trần Ngọc hài hước đăng tải hình ảnh hai vợ chồng đi xin visa nước ngoài kèm theo dòng chữ khi bạn ấy chưa có giấy tờ gì để chứng minh là của nợ của nhau thì đi xin visa vẫn chỉ là bạn bè mà thôi. Ngay sau đó, có khán giả ngạc nhiên hỏi Trịnh Phương rằng cô và Trần Ngọc chưa đăng ký kết hôn sao? Sau đó cô nàng trả lời, với chị và anh Ngọc, tờ giấy đấy không có trong đầu luôn, đó cho đến khi có ai đó nhắc hoặc có việc gì cần đến. Thế nhưng vợ chồng chị cũng nói với nhau rồi, trước khi có em bé và làm giấy khai sinh thì sẽ đi đăng ký. Thông tin này khiến nhiều người khá bất ngờ bởi MC Trần Ngọc và vợ Trịnh Phương tổ chức hôn lễ vào cuối năm 2016. Sau khoảng 3 năm chung sống, cả hai vẫn rất hạnh phúc mà không cần đăng ký kết hôn. Sáng ngày 20 tháng 10 năm 2020, MC Trần Ngọc hạnh phúc tiết lộ bà xã đã chính thức hạ sinh con trai đầu lòng trên trang cá nhân. Được biết, con trai MC Trần Ngọc nặng 3,51kg. Tuy nhiên, đến hiện tại nam MC vẫn quyết định chưa công khai diện mạo con trai trên mạng xã hội. Trước đó, MC Trần Ngọc cùng bà xã đã thực hiện bộ ảnh mang bầu cực dễ thương. Sau 4 năm kết hôn, cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng nam MC hãy chọn ra đúng, luôn nhận được sự ngưỡng mộ của đông đảo khán giả. Cả hai thường xuyên đăng tải những bức ảnh tình cảm trên trang cá nhân. Bà xã MC Trần Ngọc là hot girl Trịnh Phương, nhiếp ảnh gia sinh năm 1991. Với MC 8X, việc anh và vợ làm nghề, khác nghề là một lợi thế. Trần Ngọc và bà xã có nhiều chuyện để kể cho nhau, họ hỗ trợ nhau trong công việc và cùng nhau điều chỉnh thời gian để chăm lo cho gia đình. Mỗi người đều phải cố gắng bỏ thêm thời gian cá nhân để làm việc trong nhà, dù có bận hay mất thời gian cũng phải làm, vì tôi và vợ đều là những người bận rộn. Vợ tôi nấu ăn, tôi phải rửa bát dọn nhà. Mọi thứ đều được chia sẻ khá vui, anh nói. Nam MC sinh năm 1987 nói thêm, trước khi kết hôn, vợ anh ghen khá nhiều, đặc biệt với những người có fan nữ như anh. Tuy nhiên sau 4 năm kết hôn, cả hai đều thống nhất rằng lòng tin là điều quan trọng của một mối quan hệ, ghen bóng gió sẽ làm mọi chuyện căng thẳng và không giải quyết được. Vợ chồng tôi tranh thủ gặp nhau lắm, có khi buổi trưa tôi chạy đến studio của vợ để đi ăn cùng, vợ hay đợi tôi làm đến tối muộn rồi đi xem những suất chiếu phim muộn nhất, anh kể. Trong thời gian cách ly xã hội, Trần Ngọc dành hầu hết thời gian cho gia đình, đặt vấn đề sức khỏe lên trên hết, anh khẳng định dù bất chấp đi làm cũng không giàu hơn được, nhưng rất tiềm ẩn nguy cơ lây bệnh cho người thân. Tôi nghĩ tất cả đều ảnh hưởng, công việc của tôi bị hủy nhiều lắm. Ngoài công việc ở đài, còn có hơn 10 sự kiện trong tháng 3, tháng 4 của tôi đều hủy bỏ. Nhưng tôi vẫn cảm thấy làm MC còn sướng hơn nhiều nghề khác, đặc biệt là người lao động, anh nói. Nói về những việc làm trong thời gian rảnh rỗi, Trần Ngọc gợi ý khán giả nên đọc sách để giảm bớt căng thẳng. Anh đưa ra những gợi ý về những bộ phim gối đầu, gắn liền với tuổi thơ và cho rằng thời gian giãn cách xã hội cũng là dịp để mọi người tìm lại cảm hứng đọc sách. Hiện tại, sau 5 năm kết hôn, MC Trần Ngọc và vợ đã có con đầu lòng. Anh hạnh phúc với tổ ấm nhỏ và luôn trân trọng công việc của mình. Sự kiến tiến trong đời tư cùng nét duyên dáng trong công việc khiến khán giả càng yêu mến MC Trần Ngọc hơn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.